Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Mình là Lộc. Kính chúc các bạn có một ngày mới an lành và nhiều sức khỏe. Hiện tại thì mình đang ở chỗ trung tâm y tế của huyện Tân Phú Đông. Ở đây coi như là bệnh viện huyện á. Thì hôm nay mình sẽ đi từ đây mình đi ra ngoài bến đò Bảy Lèo để mình qua bên Cồn Tân Thạnh, là qua bên Cồn Bà đó. Còn hiện tại thì mình đang ở huyện Tân Phú Đông, là Cù Lao Tân Phú Đông á nha. Ngày xưa thì kêu là Cù Lao Quan Lợi. Ở chỗ này thì có cái trung tâm y tế nên cái đường phía trước là làm rất là hoành tráng luôn. Mình thấy cái đường này giống như là để phục vụ cái trung tâm đó nha. Ở giữa con lương thì bạn thấy nè, có mấy cái cây xanh tạo hình rất là đẹp nha. Nhà cửa thì rất là thưa. Nè, bên phải mình chỗ này có trồng ổi nè. Ở đây thì mình gần như là mình thấy trồng nhiều nhất là xả với cỏ. Có dừa nữa, nhưng mà dừa nhìn thấy cũng không có ngon lắm nữa. Dừa nhìn thấy cằn cỗi lắm. Với vòng vòng ở đây thì hai bên bờ sông là mình thấy nuôi tôm rất là nhiều. Còn tôm thẻ hay tôm sú thì mình không biết nha. Tại vì khúc này thì nó bị nhiễm mặn rồi. Nghe nói ngày xưa thì cồn này thì có lúa nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ bị nhiễm mặn rồi nên giờ ở đây thì có trồng xả thôi. Còn cái khúc này, cái hướng này mình đang đi lên là lên đầu cồn nè. Cái phần ở trên đầu cồn thì mình thấy ở trên đó thì trồng dừa rất là nhiều. Còn từ đây mà đổ dài ra biển là cái hướng sau lưng mình là đi về phía đuôi á, thì cái phần đó thì thấy xả nhiều. Còn bữa hở thì mình chạy cái hướng bên phải nè, mà dọc ra biển thì thấy có trồng nhãn nữa. Nó mày ha, cái này là trục giao thông chính của cái huyện nha. Nhưng mà nhà cửa khá là vắng. Có khúc mà nãy gần chợ á, thì mình thấy nó nhộn nhịp được tí thôi. Chứ còn dọc hai bên lộ thì nhà rất là thưa. Nó mày ha, cỏ không à. Cỏ với xả thì thường thì nó mọc chung nên nhiều khi mấy bạn nhìn thì mấy bạn thấy không có rõ. Phải chạy lại gần gần kìa. Ở đây mình sẽ chạy ra ngoài bến đò Bảy Lèo nha. Để mình đi qua bên Cồn Tân Thạnh. Cái này là bến đò Bảy Lèo cũ. Mình có bản đồ thấy có hai cái lần. Nếu mình chạy cái cũ trước rồi họ chạy lại cái mới sau hay sao. Coi cái nào còn chạy. Để mình né chiếc xe này rồi mình mới quẹo qua được. Ở đường này nếu mấy bạn đi thẳng luôn á thì đi về cái hướng đầu cồn. Đi về phà Bình Ninh á. Là đi về xã Tân Phú, Tân Thới đồ á. Còn đây mình sẽ quẹo trái nha. Ở trong đây hình như đang xe cất cái gì nè. Thấy xe chạy quá trời luôn. Tàu này chở vật liệu xây dựng không mà. Này chở đất. Rồi bên trái mình có cái tòa nhà đỏ đỏ nè. Không biết là đang xe cất cái gì. Mình coi bản đồ thì không có thấy nó để. Ở đây gần như là mấy cái địa danh thì có nhiều cái không có cập nhật lên. Ở đây là nuôi tôm mà nha. Nó rất là nhiều luôn. Nói mấy bạn nếu mà bật bản đồ vệ tinh thì các bạn thấy là nguyên cái phần này thì gần như là tôm không à. Nó bởi vì nắng kinh khủng không. Đi mà những khu vực mà có cây ăn trái đồ thì nó còn đỡ đỡ. Chứ còn ở đây bạn thấy nè, nuôi tôm với trồng cỏ không à. Như mình thấy ở dưới quê mà nhiều chỗ người ta nuôi tôm sú á. Nếu mà nó không bị nhiễm mặn thì nuôi thì đất vòng vòng nó cũng bị nhiễm mặn. Là khó trồng cây ăn trái. Tại vì mình nhớ hình như là tôm sú, tôm hẻ là nuôi nước lợ. Chỉ có cái hàng tôm càng xanh nó là nước ngọt thôi. Ở đây thì cỏ không à. Mấy cái ao tôm thì mình thấy có nhiều cái giống như là bị bỏ phế vậy nha. Tại vì người ta rút mấy cái dàn oxy lên hết trơn rồi. Mấy cái chỗ mà các bạn thấy có cái dàn oxy mà nó còn quay á. Thì chỗ đó mình thấy còn á. Chứ còn mấy cái chỗ này thấy khá là vắng nè. Đâu có thấy chạy gì đâu. À, bây giờ thì mình sẽ đi qua bên Cồn Tân Thạnh. Rồi mình đi qua bên Bình Đại nha. Bên Bình Đại thì cái khúc mình đang đi thì nó cũng nuôi tôm cũng nhiều lắm. Nhưng mà cách đây vài năm thì mình thấy làm như nuôi lỗ quá nên bên Bình Đại người ta dẹp cũng gần hết rồi. Dẹp khá là nhiều, chắc cũng hơn phân nửa. Ví dụ như người nào nuôi mà lấy vốn tự thân thì còn đỡ. Chứ mà còn vay ngân hàng mà bị lỗ là lơ tơ mơ là trốn nợ, bán nhà bán đất là bình thường. Nè dừa ở đây mình thấy khúc trồng cũng nhiều lắm. Nhưng mà khúc này không có xanh. Chứ nó thấy nó bị sâu bệnh tùm lum hết trơn à. Là đất bên trái mình bạn thấy là nứt nẻ tùm lum hết trơn.
chỗ nào mà có cỏ mọc á thì nhìn nó còn đỡ đỡ, còn mấy cái chỗ mà trống lỏng nè, đất nhìn thấy nó rất là khô cằn, nó với mấy cây bạch đàn mọc dại nè, dừa nè, bạn thấy nè, cây không có sung gì hết á. Nè, hai bên này cũng là tôm không nhá. Lâu lâu thì mình thấy có mấy cái chòi lá nhỏ nhỏ người ta cất ở gần ở chỗ ao tôm á, nhưng mà thấy cũng ít, thường thì thấy vòng vòng ở nhà tường đó. Mà có nhiều căn nhà mái thái nhìn cũng rất là đẹp. Ở bên trái mình có một căn nè. Giờ này mà phải kiếm cái chỗ nào mát mát ngồi nghỉ thôi, chứ còn mình thấy quá trời nắng là mấy cái dàn oxy này người ta kinh lên hết trơn à. Oxy thì thường mình thấy người ta chạy là người ta chạy bằng motor điện nha, có một số thì thấy chạy bằng máy dầu cũng có, nhưng mà thường thì mình thấy chắc chạy máy dầu chắc cứu hơn, tại vì lỡ mà cúp điện mình đâu có điện đâu mà chạy. Nó phía trước mặt mình đó là bến đò Bảy Lèo, là bến đò cũ nha. Ở phía ngoài thì có mấy chiếc ghe đò nó đậu nè. Anh cho hỏi đây có bến đò Ba Cồn không anh? Kìa. Giờ xuống dưới hả? Đi đi ra ngoài lỗ lớn rồi vòng xuống. Là nó giờ ở dưới rồi. Mình sau khi mình chạy lại đây mình hỏi thăm thì mình biết là bến đò này giờ nó dẹp mà nó không có chạy nữa. Giờ nó giờ về bến dưới rồi. Anh nó nói là bên dưới gần cái chỗ trường mầm non đó, là gần chợ ở dưới. Giờ mình sẽ chạy ngược xuống dưới. Nó đoạn này mình sẽ chạy lẹ nhé, chứ giờ thì khá là nắng này. Nó qua đây thì các bạn ngắm dừa, ngắm mấy cái vuông tôm rồi cũng được. Nó mình thích chạy những cái đường mà trống trống như nè, cái góc nhìn nó dễ nên chạy lẹ được, chứ còn mà mấy cái chỗ mà co co quẹo quẹo mà hoặc là nhà cửa cây cối nhiều quá là chạy mà nhà lẹ như vậy thì khá là nguy hiểm. Với cái đường thì mình thấy quá trời bụi luôn, mấy chiếc xe nó chở vật liệu xây dựng rồi nó rớt bụi rớt đất luôn nè. Nè bên trái mình thỉnh thoảng thì có mấy cái chỗ trồng cỏ nữa. Thường thì trồng cỏ thì chỉ nuôi bò nuôi dê rồi thôi, nhưng mà trời thì trong xanh nắng kinh khủng. Thường bữa thì mình thấy khoảng 9-10 giờ thì trời chuyển mưa, bữa nay thì giờ sao chưa thấy nữa. Đi khúc này bao giờ chỉ có trời chuyển mưa thì mình đi nó mới mát mát nổi thôi, nhưng mà khổ nổi là sợ trời chuyển mưa rồi khi mà đi xuống phà đó, qua sông qua đò rồi là nhức gân lắm, sóng gió rồi mưa bão rồi đó. Ở trên đất liền thì mấy bạn đi sao cũng được, chứ còn mà qua sông mà gặp trời mưa gió là cực lắm, mà cái áo mưa mà nhiều khi thì nó chả có che được cái gì hết á, gió nó thổi nhiều khi còn nguy hiểm thêm nữa. Mỗi lần mà đi qua cầu hoặc là đi đò mà mặc áo mưa là mình thấy giống như là hải diều vậy. Là phía bên trái mình là trung tâm y tế nha, này mình chạy ngược lại, chạy xuống dưới cái khúc gần chợ nè. Bên đây thì cái khúc này đó thì mình cũng chưa có đi qua cái bến đò qua bên Cồn Tân Thạnh đó, nên mình không có rành lắm. Là đây nó mới để cái bảng nè. Hồi nãy ở dưới chạy lên thì không thấy cái bảng đó, ở trên chạy xuống thì mới thấy. Bởi vì nếu mà phải tính ra thì phải để tới hai trầu luôn, còn này nó để có một bên rồi mình nhìn cũng nhức răng nữa. Hồi nãy mình dưới mình chạy lên mà thấy bên trái đâu có để cái bảng đâu đâu. Tại vì nhiều khi thì dân địa phương người ta mới biết thôi. Nếu mà mình coi bản đồ thì mình chạy cũng đỡ lắm. Nè phía bên phải mình nè, cái này là đường Kinh Diếm Ba nối dài nhá. Ở đây có trồng bông này, nhìn rất là đã luôn. Chạy vô những cái con lộ nhỏ nhỏ, nhiều khu vực người ta trồng bông, trồng hoa đâu đã lắm. Chứ còn chạy ngoài lộ lớn, lộ nhựa như hồi nãy vậy đó, là thường là người ta cất nhà, cất quán đúng không ạ? Đất mặt tiền đâu cũng vậy đó. Cái này quẹo phải thì hướng vô nhà văn hóa nha. Đây nhìn vô là thấy rồi, còn sát bên đó là trường mầm non, đây thì nó xây cất lại rất là hoành tráng luôn. Giờ thì gần như là mấy cái cơ quan nhà nước thì cái nào cũng hoành tráng hết.
Có điều không có thấy cây cối và nắng kinh khủng rồi chứ. Mình nghĩ mấy cái trường học thì phải ít nhất là phải có một số cây xanh bự bự. Chứ mình thấy nhiều trường có rất là hoành tráng nhưng mà để cây toàn là cây nhỏ nhỏ không à. Phải có vài cây cổ thụ à, nhìn nó mới phê. Học sinh ra chơi nó cũng đỡ nắng nữa, đỡ bệnh đồ. Mặc dù là mình thấy có nhiều trường người ta có che lưới lan nhưng mà thấy cũng chả có thấm gì hết. Đó, hai bên thì cũng là nuôi tôm nha. Gần như khu vực này là 90% là nuôi tôm không à. Còn lại là trồng cỏ, trồng sả hoặc là trồng dừa. Trái đất ở đây bị nhiễm mặn rồi mấy bạn, đâu có trồng được cái gì nữa đâu. Nhà bên trái có nguyên cái lùm cây luôn, rất là mát luôn. Nói cái anh đó, anh chở mấy cái bao đó là thường là bao thức ăn tôm không à. Như ở đây mình thấy vòng vòng có mấy cái chỗ cũng mấy cái cơ sở bán thức ăn tôm cũng khá là lớn nè. Ở đây mình sẽ quẹo phải nha, mình chạy theo cái đường xi măng luôn. Câu trên bản đồ thì tới đây nó bị cục đường rồi. À, bên trái mới là nhà văn hóa của ấp Kinh Nhiếm. Mình nhớ hình như lúc trước có một bạn nhờ mình quay cái đường Kinh Nhiếm. Mà lâu lâu mình mới qua đây nên mình cũng không có rành nữa. Đó có thể là cái đường chắc ở phía sau lưng mình quá, chứ còn cái đường này đường nối dài. Nhà mình vậy mình có cái ao tôm mà nhìn rất là đã luôn. Nói dây điện thì nó chạy sát lộ nha. Nó nhìn thấy cũng hơi nhức răng một tí. Nó sát bên thì trồng cỏ. Nó này thì đang chạy oxy nè, các bạn nhìn thấy rất là đã. Mà mình thấy nuôi tôm thì thường thì tôm chết ít khi nào nó nổi lên lắm. Tại vì lúc trước nhà mình, nhà hàng đó có gọng mấy con tôm á, gần như là mình thấy tôm chết là bị đồng loại nó làm láng hết trơn à. Đặc biệt là tôm lột á, nhiều con tôm lột thì nó phải nhảy lên bờ, chứ còn mà nó lột mà nó nằm ở dưới là lơ tơ mơ là bị đồng đạo nó làm thịt hết à. Hoặc là nó đánh lộn, nó cắn xé đồ đủ kiểu á. Mà chết thì ít khi con nào toàn thay lắm, toàn là ăn thịt lẫn nhau không à. Nó lâu lâu thì có mấy căn nhà lá đó, nhìn rất là đã luôn. Mấy cái chòi đó để người ta giữ tôm. Ở trong chòi thì mình hay thấy có cái giường với cái bàn. Có khi thì có cái võng nhăn lên cái giường nữa. Nó nhìn rất là đơn sơ. Nhưng mà vô thì khá là mát nha. Tại vì thường thì lợp lá không à. Chứ ở đây mà lợp tôn thì chịu không có thấu. Và mấy cái chòi này mà gặp mưa bão thì cũng nguy hiểm nữa. Nó dễ tróc nóc lắm. Ví dụ như mưa bão nhỏ nhỏ thì không đến nỗi nào, mà còn bão mà bão bự á là đổ mồ hôi nhưng không giận. Với ở cồn mà thường thì mưa bão mà bão lớn á, vô là cực lắm. Nhiều cái cồn mà nhỏ nhỏ như bên mình vậy đó, mỗi lần mà bão tới á là phải bắt di lên, di dân lên mấy cái cù lao lớn. Còn ở đây mình thấy cái cù lao này bự chắc là không đến nỗi nào. Là đây có trồng bông nữa nè. Các bạn thấy chạy những cái đường nông thôn rất là đã nha. Có điều rất là nắng luôn. Mà mình thấy đi ra những cái khúc mà gần biển á, nắng kinh khủng á. Gần như là chỉ có nắng với gió thôi. Bữa nay không thấy gió, nó toàn nắng không. Nuôi tôm thì mình thấy thường thì người ta lỗ nhiều hơn là lời. Cũng như mình quen cũng mấy người nuôi tôm rồi. Có đợt á, ăn thì ăn rất là đậm. Nhưng mà thường thì ăn đậm người ta lấy tiền đó, người ta cất nhà cất cửa hết trơn à. Tới chừng lỗ rồi không có tiền bù. Cái này mình đi tới bến đò Bảy Lây rồi nha. Là kế mình có chiếc ghe cát đậu rất là bự luôn nè. Con ghe này là khổng lồ luôn nha. Mới đầu mình xuống thì mình cứ tưởng là chiếc phà này á, nó kè chiếc ghe cát. Nhưng mà sau khi hỏi ra đó thì mới biết á, là chiếc phà này mình đang đi nè, nó bị gãy cái bánh lái rồi. Nên nó nhờ cái chiếc ghe cát này kè giùm. Ở dưới sông thì hay gặp cái trường hợp này lắm. Cái này thì gãy bánh lái thôi thì mình không đến nỗi nào, chứ ở dưới thì mình lâu lâu cũng nghe cái trường hợp ví dụ như là xúc chân vịt hoặc là xúc cái láp cũng có nữa. Mấy cái đó mà thường ví dụ như xúc mà gà sát bên bãi nè thì còn lặn mò được, còn mà giữa sông mà nó rớt mất luôn là coi như là ngu người luôn. Tại vì cái đó mình nhớ chân vịt mà mấy chiếc ghe bự bự là tiền triệu, hơn vài triệu tới mười mấy triệu là bình thường, còn ghe nhỏ nhỏ thì không đến nỗi nào. Còn cái này bánh lái thì nhiều khi nó gãy thì nó nằm ở trên ghe cũng đỡ. Chứ nếu nó gãy phần dưới thì nó rớt dưới sông luôn, đó là báo đời luôn.
Nếu bạn thấy hai cái anh ở phía trước mình, anh chở mấy cái bao đó là mấy cái bao thức ăn tôm nha. Phà này thì qua là phí là 5.000. Có nước thì đang lớn. Nếu bạn có coi Cồn Tân Thạnh thì các bạn coi clip sau nha. Clip này thì mình chỉ chạy tới đây thôi. Rồi clip mình kết thúc tới đây. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn lại các bạn trong clip khác. Nhiêu tiền vậy? Nó có cái tì dữ đó rồi chú ơi.